Trời ơi, dùng gì nữa? Cứ canh lúc em đang vút ve bò là anh cứ gọi qua. Ông kiếm một, gọi là một người đi để ông vút ve đi, vút bò nó kỳ lắm ơi. Hơn ông ở chỗ là ở trong rừng trong rẫy đó nha. Còn nếu mà ông ở ngoài đường, ông chẳng bữa nào ông ở ngoài đường mà ông đứng vút ve, tôi nói đang gặp khu công nghiệp đúng không? Mà thí dụ như công nghiệp nó về mà người ta đi làm về mà nhìn thấy ông đứng vút ve bò thôi, tao đưa lên mạng cái là ông xong luôn. Em bắt ve cho bò mà, em yêu động vật mà. Cái gì? Ông thấy tôi lúc này có trắng lông, lông nhiều. Nó làm gì nắng tôi kéo tôi phải khoe sao năm đâu. Bữa nay thấy có vẻ tôi trắng ra. Không, anh vẫn đen như xưa. Anh thấy kỳ trời. Xưa xưa thật mất lòng. Tôi đi làm rau đúng không? Mọi khi là tôi phơi trần, nhiều khi tôi đội không đội nón, nón lá kìa, nón này nón tao đèo nó. Là bữa nay là tôi đội nón lá nè, nhiều khi nắng quá tôi bịt khẩu trang nè. Dài tay nè. Anh làm giống như đàn bà đó. Không phải vì cái đen này mà nó làm mất cái đi cái vẻ đẹp trai của tôi, ông hiểu không? Nếu mà tôi mà trắng như ông, tôi thì mà đẹp trai gọi là khỏi cần phải làm gì luôn. Tôi sẽ làm cái khác chứ không có làm nông như vậy đâu, làm rau vậy đâu. Chính vì cái đen nó kiềm chế lại cái đẹp trai. Đúng đúng, câu này chính xác luôn nè. Có cách nào không? Không thiệt mà, nói chung có cách nào dạng mà mình đừng đi thẩm mỹ này đúng không? Thẩm mỹ là chuyện thường quá rồi, nó tốn tiền. Thứ hai nữa là mình ra nắng mình phải bao bọc này nọ mới dưỡng được cái đó, giữ với hàng lắm. Đó, đó cách này không? Một giờ muốn trắng, muốn đẹp trai hơn đúng không? Đúng rồi, ai mà không muốn trời. Anh thấy em trắng không? Thấy tôi phải nói chứ. Rồi ok, hôm nay thân quá em mới chỉ nha. Thân lắm đó. Ông mà chỉ cho tôi là gọi là đại gia đình mình như là 200 gần 300 ngàn người là đều biết hết á. Không phải đi ngồi đâu. Hôm nay về tôi sẽ hướng dẫn cho đại gia đình cách tắm trắng đơn giản nhất tại nhà nhất. Khoan nữa, công này nữa. Cái gì? Nếu các đại tiền hả? Không, đại nếu đại gia mình định mình có muốn tắm trắng thì nhớ đăng ký nhấn cái chuông. Đăng để ký được trắng hơn. Rồi, đúng không? Có một thứ em nói, anh sẽ giật mình. Tại vì em qua nhà anh em thấy nước sôi. Không. Em qua nhà anh thấy anh thích uống cà phê. Đúng rồi, sáng tôi uống đó. Cà phê phin á, tự pha uống đúng không? Tự pha uống á. Trung nguyên đàng hoàng. Cho nên ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh cách tắm trắng bằng bã cà phê. Thì không á, cà phê nó đen mà. Đúng rồi, bám vô đen hơn nữa nội. Lấy độc chỉ độc mà, da anh đen nó màu đen, bôi vô hai thằng nó kỵ nhau chạy ra. Để ông đi lấy nhớt đi, lấy nhớt ông thoa lên nó sẽ nó đen nó vậy. Thằng đen đụng thằng đen nó kỵ nhau, nó thành trắng. Đen đụng đen nó kỵ nhau văng ra. Nó giỡn thôi, lấy đi anh chị nhau cho nghe nè. Cái mà anh hay bỏ phí, có mấy cái mà anh hay gọi là cái vô dụng nhưng thực nó là có tác dụng. Bã cà phê á thì pha xong mà đem đổ chứ làm gì trời. Sai lầm, anh đã dành cho vợ anh là ta xài cũng được. Ôi, vợ tôi trắng rồi. Tắm trắng hơn nữa. Thôi để tôi không mà lỡ trắng quá ra ngoài kia kiểu điện cái hồi ghế bữa nó về nó nhìn tôi bằng nửa con mắt nó thấy bà. Lấy. Ông đừng có xúi dại ông ơi. Sao lấy một can nước luôn nha. Một can nước. Có miếng cà phê này anh cho một can nước rồi anh pha anh. Ủa nãy ông nói tôi là múc cho tôi một can nước, ông có nói không? Anh phải nhảy số xe tăng giùm em một cái chứ. Ông biết cái thời buổi này bây giờ ai mà chạy xe tăng nữa mà nhảy số xe tăng. Anh đổ bước giùm em một xíu. Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh cách tắm trắng bằng bã cà phê, rất là đơn giản. Vừa chuẩn bị trắng rồi nha. Bã cà phê khi mà anh pha xong anh uống hay bỏ đúng không? Anh lấy lại anh một phin này anh đổ vô đây cho em. Vậy mai tôi pha phê nhiều tí. Đừng có bỏ. Cà phê đừng có bỏ. Nước được không? Anh đổ đi. Thơm từ nước ngọt vậy là xưa. Chứng tỏ là nếu mà những người uống cà phê chắc ở trong bụng nó trắng lắm thì thì ông nói anh nói vậy nó cái bã không là nó trắng đúng không? Ừ. Thì cái nước cà phê nó còn tinh tí hơn là đương nhiên nó sẽ tẩy trắng hơn tất cả. Tôi bảo đảm trong bao tử tôi lại trắng bóc, tôi thề luôn. Cái bã cà phê này biết cái công dụng nó là gì không? Là gì? Tẩy tế bào chết. Là rất là hiệu quả, giống như là da nó có cái tế bào chết trong da mình không thấy được đâu. Nói chung là vậy đi, mình không thấy được đâu. Chỉ khiến hiển thị soi vô có thấy được lỗ chân lông thôi. Rồi sao? Rồi quậy anh quậy cho nó sệt sệt nha, chứ đừng để loạn quá nha, sệt. Ủa cái này hơi bị loạn rồi. Không sao, vậy anh rút kinh nghiệm. Rồi anh tắm á. Đổ này. Anh đổ đây, anh sát sát lên cái vùng da. Để tôi thử cái chỗ này thử coi nói sao. Thử nha. Hình như loạn quá rồi. Loạn quá thì là đúng hơi loãng á. Các bạn đổ cho nó ít nước xíu nha, cho nó đặc xíu, nãy anh đổ hơi loãng. Anh đó cái mọi người cứ sát lên người rồi đó. Cái chỗ nào mà mọi người thấy chỗ nào đen nhất thì các bạn có thể sát lên để cho nó tẩy tế bào chết, cho nó trắng thơm. Thơm ghê không ơi. Cho nên có mấy chỗ mà đen mà đấy anh chét lên cho thơm. Thơm hửi mà cái muốn bay vô cắn ngay còn kịp. Đồ. Cái gì? Anh từ từ. Tại vì
nó cái chỗ nào đen đen thà vô bắt đầu ở đèm cắn không kịp tôi chợt nhớ tới liền. Đồ được á. Em bảo nhưng mà tin em đi, lá cà phê giúp tẩy tế bào chết, nó làm trắng da rất là hiệu quả. Anh tắm thường xuyên cho em, mà em nghĩ em chỉ cho anh cho vợ tắm đi. Anh đừng tắm. Ông, tôi nói vậy nè, vợ tôi thì tôi không nói là đẹp bằng ai, nhưng bảo đảm trong mắt tôi là lúc nào cũng đẹp hết rồi. Nhưng mà tắm trắng hơn, hay có nhiều chỗ nó ấy gì đó mà anh tắm cho thơm, nó thơm thơm mà thơm không? Anh thử tay anh thơm không? Thơm đúng. Thơm đó, mình nói vậy được rồi, mình đừng vô sâu á, vậy được rồi. hiểu đấy, nhưng mà cơ bản đó là tẩy tế bào chết nha, nhớ nha. Chết đúng không? Tắm giùm em, tối nào cũng tắm. Vậy là một ngày em đảm bảo cho anh là da của anh trụ là trời. Vậy một ngày tôi uống 2 cử đi. Uống 1 cử thôi, uống nhiều cà phê không tốt đâu. Buổi sáng uống 1 cử thôi. Thì vợ tôi, ông nói cho vợ tôi tắm 1 cái thì đương nhiên tôi tắm 1 cái này tôi uống 2 cử mới có đủ chứ. Thì làm 1 cái, hai vợ chồng tắm chung cho nó vui. Đù. Hai chồng tắm chung nữa hả? Ừ. Vậy đi. Vậy giờ cơ bản này mày làm tương tự gì mà anh cười hoài lên cái. Bữa lỡ mà tôi trắng với ông thì chắc fan vô nó ủng hộ tôi nhiều lắm luôn á. Khi đó là đăng ký chắc 1 triệu chút liền á. Em cũng mong như vậy. Được. Chắc mà khi đó là dòng họ của tôi thấy tôi trắng vậy, bắt đầu cái là đăng ký bắt bật chuông là chắc 1 triệu chút nhanh lắm đâu rồi. Ừ. Thôi mà mọi người, nếu mà mọi người thấy clip này ý nghĩa thì mọi người nhớ đăng ký cho anh Khải được 1 triệu sub nha. Nó trắng nè. Đây nè, đúng rồi. Nó trắng nè. Đó. Cái tấm sồi rồi, ok đó. Nhớ nha. Rồi, cảm ơn nha. Nhớ đăng ký, mọi người đăng ký cho đủ 1 triệu sub luôn nha. Thôi vậy để tôi đem vô tôi tắm đi chứ để bỏ phí. Rồi đây. Để đi vô tắm luôn nha. Ừ.